Xin chào anh em, chúc các bác quan tâm tới kênh đi qua tình hình nha. Clip trước thì em có đăng một số dụng cụ á, clip này tiếp tục em đăng một số cái đầu búa với lại có hai cái đầu rìu, cái đầu cuốc nhọn lạ lạ kìa. Ok, thì clip trước em có đăng cái búa này thì có thêm hai anh hỏi ha. Thì cây số 6 này clip trước mình đã bán rồi nha, thì có thêm hai anh trai hỏi thì mình đăng hai cây này tương tự thôi nha. Nó cũng không phải là đẹp hoàn hảo ha, nhưng mà nó cũng giống giống vậy thôi, tương tự ha. Rồi, cái đây là cây 2LPS này, nó ghi cân nặng đây ha. Cái này là cây Sankey nha. Rồi một đống chữ dưới đây ha. Đó. Thì cái đầu nó cũng giống giống vậy thôi. Nó không sắc sảo lắm nhưng mà tất cả là thép của Nhật, rất là tốt ha. Rồi. Thì cây này là cái cây cán rất là cứng ha, nhưng mà nó có cái đường nứt nè. Anh em xài thì cũng còn được chứ không đến nổi nha. Đó. Cán này khá là chắc á, nhưng mà do chắc nó độc mạnh quá cho nên nó bị có đường nứt nè. Rồi thì cây số 1 này 170 ngàn nha. Cây số 2 cũng 170 luôn ha. Cây số 2 thì quen thuộc rồi ha. Mã số 2 của thằng OH này, trời mắt á. Rồi cây này thì cũng 170 ngàn ha. Loại này đều là cái đầu không là 9 lạng. Thì tính luôn cán nó tầm hơn ký tí xíu nha. Rồi cây số 2 đây ha. Đó. Cũng 170 luôn nha. Rồi ok, cái số 3 thì nó nặng hơn, nó tính luôn cái nó tới ký 3 lận, thì cái đầu này tầm 1,1 ký 2. Thì cây số 3 này là cái form, đây mới đúng là form lục giác ha. Rồi, form lục giác đây ha. Thì cái loại này thì là bảo đảm với thép Nhật 100% ha, nhưng mà cái đầu hai bên này mép vác nó không có còn đẹp nữa, cho nên về anh em phải nhìn hai mặt thì nó không có dấu đóng nhiều ha, em nhìn nhìn sơ ha, nó không có dấu đóng nhiều nè, nhưng mà hai mặt này thì nó không có còn đẹp nha. Em cái phần hơi bã dớ ra thì em có mài nha, thì về anh em phải ra nhám lại tí ha. Đây đó, cái búa này thì nó rất là to với rất là nặng, nó nặng hơn loại số 1 số 2 kia tí xíu, nó nặng thứ ba đó. Đó, hơi anh em phải vệ sinh lại nha. Form lục giác này thì có thể nói là cái form mà anh em thích nhất ha, bát giác chứ không phải lục giác nữa. Ok, đó thì cây số 3 này giá nó 140 ngàn nha. Anh em xài thì không vấn đề gì hết, nhưng mà anh em muốn đẹp thì anh em phải về chăm chút lại tí ha. Đấy, khuyết nè. Ok nha, tại vì mình làm mà hết cái này thì nó cũng hơi bị tốn đá ha, mà tới đây thôi anh em về là nhám lại á. Rồi, cái đầu số 3 thì 140 ngàn ha. Rồi hai cái đầu này thì giá nó là 250 ngàn hai đầu ha. Cái này thì cái rìu mini. Mini nhưng mà nó nặng cũng nửa ký ha. Đây, nó cái đoạn này nó có cái đoạn mối mối hở vào đây nha anh em, đó. Thì anh em tra cán vô nha. Cái này còn rất là bén nè, chưa hề mài lại ha, nhưng mà rất là bén. Đó. Rồi, và một cái cuốc đinh. Cuốc đinh này thì nó có nhãn hiệu logo rồi rất là nhiều thứ ở đây ha. Rồi. Cái này nặng 340 gram nha. Cả hai thì giá nó là 250 ngàn ha. Rồi, cái đầu búa này thì mình đã từng đăng nè. Mà có người đặt nhưng mà chắc lý do gì đó mà không thấy chuyển tiền ha. Đó, thì bởi vì lần đầu tiên thì mình cũng có nói rồi ha, mình cũng có chạy trên màn hình đó. Thì lần đầu thì một là mua là chuyển khoản ha. Tiền ship thì mình khi mà deal với mình lúc nào các bạn cũng lợi về tiền ship hết nếu mà chuyển khoản. Còn nếu mà thu hộ thì cọc trước ha, có thể bằng điện cạc điện thoại cũng được ha. Ok, thì cái này là rơi rớt đợt trước nè ha, cái này là tầm 1,2 ký, gần ký 2 rồi ha, đầu rất là nặng mà còn đẹp, loại này là rất là hiếm gặp ha, còn đẹp gần gần như là chưa có xài nhiều nè, đó rất là đẹp ha. Ok, cái này mà anh em tra cán vào thì nó sẽ rất là tuyệt vời ha. Rồi, cây số 5 này giá nó là 220 ngàn nha. Và cây số 6 là cây búa tạ mà có thể nói là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn. Anh em nhìn cái kích thước của nó ha, nó không có phải quá lớn nha, nhưng mà nó rất là nặng ha. Thứ nhất là toàn thân của nó là bằng cán thép đặc. Cái thứ hai là nó có hai cái miếng hợp kim hai bên. Thì cái đặc điểm của hợp kim là nó siêu cứng ha, nhưng mà nó sẽ không có dẻo hay nó giòn, và siêu cứng nhưng mà rất là giòn, gặp gì cứng hơn nó thì nó bể ha.
nhưng mà mình đã từng lấy nhiều cái búa ha, cũng là đầu búa Nhật á, mình gõ vô thì nó không có để lại một cái dấu gì ha. Sau đó là cực kỳ cứng luôn. Nói chung là cái này thì chắc là đọc sắt thép đồ được nè. Mình thử thử ha. Nên cái búa này ha, nên thấy cái đầu nhọn này thì nghĩ chắc cái gì đập nó cũng đi hết ha. Mình thử thử nha. Không có một tí xi nhê nào hết. Nên thấy lấm chấm những cái dấu mà nó để lại ha, nhưng mà nó không hề có lõm một tí xíu nào hết ha. Ngược lại thì thằng này thì nó bị tà đầu á. Nói chung thì cái này mình cũng không có định lượng được đâu, mình cũng không biết cái độ cứng nó bao nhiêu ha, nhưng mà chắc chắn bên em là nó là hàng hợp kim của Nhật thì nó sẽ rất là cứng rồi đó. Đó. Nhỏ nhỏ nhưng mà mình thấy cái có vẻ là khối lượng riêng của nó rất là lớn ha, nặng tới 2,5 kg thì anh em hình dung ha. Cái này tính luôn cán nó có 1,3 kg thôi, mà cái này nó nặng gấp đôi cái này nha, nó nặng gấp đôi cái này ha, cầm nó chơi giới luôn. Rồi thì cái này giá nó cây số 6 này thì anh em cân nhắc ha, anh em thật sự cần hoặc là thích sưu tập hay gì đó thì liên hệ nha, cần sử dụng hoặc là thích sưu tập gì đó thì liên hệ ha. Cái này là giá nó là 400.000 ha. Đó, ok. Rồi, anh em quan tâm cái nào thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha. Thật kỹ để khi mà anh em nhận hàng thì anh em hài lòng ha. Anh em hài lòng thì mình mới vui vẻ được nha. Bởi vì mình bán đa số là mình bán xa thôi chứ tỷ lệ mình bán cho anh em ở tỉnh nó nhiều hơn là bán cho anh em ghé qua nhà lấy ha. Cho nên mình cũng rất là kỹ, anh em thông cảm nha. Ok, anh em quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại 076 862 039. Xin chào, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.